Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go home with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Thousand miles between us now, it causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all alone. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you.
Yeah.
anh chủ nhật em ạ. Thank you.
chiều đó nghiêng cái đầu của cô giáo con vậy. Rồi hạ cam xuống xí. Một, cô giáo thẳng cái đầu lại, đừng nghiêng nữa. Rồi. I found a love for me.
Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Every time we kiss, I swear to fly. Can't you feel my heart?
Vừa thưởng thức tiết mục múa Every Time We Touch đã mở màn cho phần nghi lễ của chúng tôi trong buổi tiệc vũ quân trường sáng hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, trên sân khấu này cho phép tôi sẽ được trân trọng kính mời sự ra mắt của chú rể Vincent. I'm going to invite Mr. Vincent come to this main stage. Thank you. Xin chào. Xin chào. Vâng, xin chào đến tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, đây bây giờ là những bước đi đầu tiên mà chú rể Vincent Trần muốn được giới thiệu đến tất cả quý vị quan khách. Hôm nay tôi là chú rể Vincent Trần sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị người yêu, người tình và bây giờ là người vợ chính thức của tôi, cô dâu Hà Trần. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, một tràng pháo tay cùng chào đón. Alright, so ladies and gentlemen, this is the first step in front of you in order the bride would like to say, I am Vincent Chen. Today I would like to introduce for you, all of you guys, my girlfriends, my love, and now she's my wife, Ha Chen. Could you please? Chào pháo tay của tất cả quý vị để đồng hành để cùng chúc mừng cho sự lên ngôi của tình yêu cô dâu Hà Trần và chú rể Vincent Trần. Đầu tiên, cho phép tôi sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu từ phía họ nhà gái ông Trần Duy Hiền, bà Võ Thị Lan Phương là song thân của cô dâu Hà Trần. Vâng, và một tràng pháo tay cùng chào đón đại diện họ nhà gái. Võ Thị Lan Phương is the parents of bride Hà Trần. Is Mr. T. Trần and Mrs. Pascal Guilan. Please clap your hand. Là song thân của chú rể Vincent Trần. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, để buổi tiệc của chúng ta được chính thức bắt đầu, cho phép tôi sẽ được trân trọng kính mời lời phát biểu từ phía họ nhà gái ông Trần Duy Hiền. Kính thưa bà con hai họ cùng toàn thể quý khách, hôm nay là ngày vũ quy của hai con chúng tôi, để ngày vũ quy được có như là chúng tôi xin trước mắt là lời gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý khách đã đến tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay.
đồng thời cũng chúc các quý vị sức khỏe và trong buổi tới ngày hôm nay của tôi đó, và để cho các cháu được những ngày vui vui được trọn vẹn. Tôi xin cảm ơn các quý khách. Và bây giờ là lời phát biểu từ đại diện Hội Nhà Trai. Cho phép tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trí Trần. Vâng, xin được gần chiếc hàng đưa những lời phát biểu từ Hòa Nhạc Trai ạ, bác Trí. Trần Pháp Hiếu xin được dịch lại những câu nói chính của bác đã phát biểu trên sân khấu này cho những vị khách không nghe được tiếng Việt ạ. So, excuse me, ladies and gentlemen. I have to say sorry because my Vietnamese is not so well, because I left Vietnam when I was 12 years old. And but I'm so happy because my son, you know, like decided not to go to Europe to study, is not to go to another country, but also he just want to go to Japan. Because Japan is his destination where he met his wife right now. And I just say, like, when you get old, like Japan is just speak, is the body language. You can also move like that and move like this. But when you get old, you can do anything. And right here, but one day when he come back home, he just want to say, I just come back with my girlfriends. And he just want to ask, where she come from? And what her nationality? And to say, she's come from Vietnam. Is Vietnamese people, as it come from Hue City. And that is my back, it feel better right now. And now, I could not imagine that I came back to Vietnam and organized a wedding party for my son. And your presenting today is our happiness. Thank you. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị ạ. Đó là hướng chí dịch những câu nói chính của bác mà thôi ạ. Và bây giờ chúng tôi cũng xin được mời chị gái của chú rể cùng tiến lên sân khấu. Right now, I invite Mrs. Nelly Chan to come to this main stage and we would like to say something. Thank you. Hi everyone. As you don't know me, I'm Nelly, the groom sister. So I promise I will try to keep it short, but I know everyone who promised that ended up making a very long speech. Okay, xin chào tất cả mọi người. Và chắc chắn là mọi người không biết tôi là ai. Tôi tự giới thiệu rằng tôi là chị gái của chú rể. Và hôm nay tôi tự hào đến trên sân khấu này để có đưa lời phát biểu đến tất cả quý vị còn khác. So, Vincent and I, I'm so glad that we can finally be reunited here to celebrate your wedding. As you know, unfortunately some people couldn't make the trip, but we've got a few messages from France for you. Và Hà và Vincent ơi, tôi cũng tự hào rằng là dự đám cưới của hai em. Và hôm nay tôi cũng có một thông điệp từ Pháp muốn gửi đến cho hai em. Và bây giờ xin được mời quý vị hướng lên sân khấu với video clip. Vous allez bien tous les deux? Vous savez que nous sommes très addicts au drama coréen, japonais et chinois. Et voilà ce qu'on a appris d'eux. Tous nos meilleurs voeux de bonheur pour vous deux. Allez, gros bisous, gros bisous. Hello, hi Vincent. Nous renouvelons nos vœux d'honneur et sommes désolés de ne pas participer aux agrafes. Mais on vous attend de pied ferme en France pour vous accueillir. À bientôt. À bientôt, bisous.
Salut Vincent et A. Eh bien écoutez, depuis Paris, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et puis de bien profiter de la fête. Et Vincent, bah, écoute, j'espère que tu pourras transmettre tous tes talents aux jeux vidéo et qu'il y aura vite une relève pour jouer aux jeux vidéo comme quand on faisait quand on était petit. Voilà, bah écoutez, toutes mes félicitations encore et profitez bien. Alright, so ladies and gentlemen, xin lỗi tất cả quý vị còn khán giả bây giờ trên sân khấu với một đoạn video clip bằng tiếng Pháp thì là tất cả những vị khách người ta là bonjour tout le monde, bonjour là xin chào tất cả mọi người và chúng tôi đến từ Pháp và xin được gửi đến những thông điệp mà xin được chúc mừng cho Vincent trong tiếng Anh nhưng mà Vincent trong tiếng Pháp đúng không ạ? Và tất cả mọi người đều chúc mừng cho Hà và Vincent. Và hy vọng rằng Hà và Vincent sớm trở lại nước Pháp để họ có được một cái cơ hội để cùng chúc mừng cho niềm hạnh phúc của chú rể và cô dâu trong ngày vừa hôm nay. Và một nữa, cho phép tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho hai em. Xin chúc mừng. She chose one of them and went to Japan, so this is good news. Come on back. And come on back. Come on. Okay. Quý vị ơi, Vincent, chú rể của chúng ta ngày hôm nay, trước tiên là xin được chân thành cảm ơn quay con người vợ của mình nói em ơi, Hà yêu dấu của anh phải cảm ơn rằng là em đã đồng ý để trở thành người bạn gái và bây giờ trở thành người vợ của anh. Và quay qua người bố mẹ của cô dâu, xin được cảm ơn bố và mẹ đã tạo cơ hội cho con. Và tuy nhiên con chưa nói được tiếng Việt, nhưng mà ba mẹ đã dành cho con rất nhiều cơ hội. Có nghĩa là ba mẹ đã đến Nhật Bản để thăm con, thăm Hà và dành cho con những cơ hội và chào đón con trở thành một thành viên trong gia đình của mình. I thank husband and not for meeting you and mine. They always supportive and love me, even when I moved across the world, even when Michigan I took quite seven, they always travel to see me and affect them as a love mission. Without them, I would not have been to say to the man today. And I made the decision that I needed to meet to feel by my love. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Và chú rể cũng quay qua bố mẹ của mình và nói rằng con xin được chân thành cảm ơn bố mẹ đã tạo cho cơ hội để cho con được gặp người vợ thân yêu của con. Cho dù thời gian có đi như thế nào thì đó cũng là niềm vui và hạnh phúc. Và con rất tự hào bởi vì bố mẹ đã dành những tình cảm và tình yêu đó dành cho con. Một lần nữa con xin được merci papa, merci mẹ. I would also like to thank the siblings, the sisters, the children, aunts, uncles, friends that came out today and we helped to make this day magical. Some of you come from very far, Australia, the US, France, some come from closer, Vietnam, Ukraine, but all are blessed.
Vâng, và một lần nữa tôi cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả những người bạn thân thương, cũng như những người bạn anh chị em, bạn dì, cô cậu, hay là những người bạn đến từ rất xa, đến từ Mỹ, đến từ Úc, đến từ Korea và đến từ Huế, Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. We can examine our heart and we present this moment of pure happiness. Và lần nữa, suy nghĩ đó là niềm hạnh phúc có nhận cho chúng tôi và tất cả những người trong buổi tiệc hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cho phép tôi cũng xin được cảm ơn trái tim của em đã dành cho anh. I would like to thank you, Ha. Thank you. You're always my successful today, you are guest. I knew you were the one that I went to the meeting of you this one. And then go back and the rest of the man called them and decided to go to the island. We traveled on this line. So we tend to go to see a cave, so it was rain, which is raining more on this line. But so we like this one. We enjoy it. Although we get this one, we get back to the morning. And that's what I understood that. It's the best discussion that you are in as people. We are really the time about it. Half of my life, a bit better in every way. She made me take on new changes. It supported me when I was sick, tired, I went lazy. She gave me a girl's best version of myself up to date. And I'm blessed to have her by my side. I make a new today to promise two promos. The first one is the whole life is about you. I trust you, so it's wonderful. Your goal is the life. I want to wish to present something. I will be here. Take care of the rest, if you wish. If you're tired, you can rest. And if you're angry, I will forgive you. If you're okay, then you have to have a good time. The same for my life, I will help you. If you wish, you can rest. Just to tell you who you are, when you say that you're the best song, so that's a good one. Yeah, but I'm glad I understood the importance of that. Sometimes, we need to try to vâng, và kính thưa tất cả quý vị, lời kết mà Chúa để dành riêng tặng cho cô dâu của mình à. Em ơi, anh rất tự hào hôm nay em trở thành người vợ tuyệt vời, và em trông rất xinh, và trong bộ váy này thì em còn xinh đẹp hơn ạ. Và anh muốn hứa rằng bây giờ cuộc sống từ đây mãi về sau, lúc em mệt anh sẽ là chỗ dựa tinh thần của em, lúc em cảm thấy đói anh sẽ nấu ăn cho em, và suốt cuộc đời đó chúng ta sẽ đi với nhau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của Chúa rể ạ. Thank you so much. Thank you. Và bây giờ để tỏ lòng biết ơn đến những lời sinh thành của mình, xin được mời Chúa rể và cô dâu cùng dâng rượu đến bố mẹ của mình ạ. Và trước tiên xin được mời Chúa rể và cô dâu cùng dâng rượu đến bố mẹ của cô dâu. More than I
do more than I can be. You raise me up to more than I can be. Bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi, quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nói xong à rồi, nếu tiện cái tôi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô giàu hiền lên mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh. Xa xưa tình cờ gặp nhau, hai đứa cùng đơn vì không ngăn được nỗi mừng. Yeah.
Seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. Doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right. So weak.